như thế này đi. Nếu như em đồng ý giúp anh ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc đó, thì anh cũng đồng ý để em làm phu nhân của tổng giám đốc. Em thấy sao? Phu nhân tổng giám đốc đó tôi không làm nổi đâu. Xin mời anh về cho. Em à, em suy nghĩ kỹ lại đi. Em sẽ có rất nhiều lợi ích nếu như em đồng ý giúp anh. Tôi nói anh nghe rõ không, mời anh về cho. Anh đi về ngay. Được thôi. Kết quả xét nghiệm cấu trúc ADN cho thấy thằng Chi và ông Nguyễn Tấn Minh có cùng huyết. Tất cả những gì anh yêu cầu em cũng đã làm để chứng minh đứa bé là con của anh. Bây giờ anh tính sao? Bây giờ tôi không muốn nói chuyện này nữa. Không phải bây giờ thì lúc nào? Chẳng lẽ anh muốn đứa bé ra đời mà không có cha, còn em trở thành một phụ nữ chủ quan hay sao? Dĩ nhiên tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé, nhưng còn riêng cô thì không. Có nghĩa là anh sẽ không bao giờ cưới em làm vợ đúng không? Đúng vậy. Cũng là tôi sẽ không bao giờ lấy một người vợ ác độc và thủ đoạn như cô. Cô phải gánh chịu những hậu quả mà cô gây ra, rõ chưa? Đi khỏi đây. Rồi anh sẽ ân hận. Cắt. Được không anh? Tốt. Em diễn nắm bắt tâm lý nhân vật rất tốt. Diễn tốt. Lần này vai nhỏ thôi, cứ theo đà này lần sau em sẽ được vai lớn hơn. Cố gắng lên nha. Em cảm ơn anh. Mọi người ấp đoàn. Chú không có mặt ở đó, chú không biết tôi nhục nhã tới mức độ nào đâu. Cái con nhỏ đó, mày tưởng mày lại hả? Sao chú không nói gì đi? Bây giờ tính làm sao đây? Con nhỏ đó đã thẳng thắn từ chối chúng ta rồi. Lần này chúng ta đi sai nước cờ rồi. Ý chú là sao? Lúc nãy tôi có liên hệ với một người bạn làm bên Cát Tường. Ông ta nói cô Hoa đã xin nghỉ việc rồi. Chú có nghe lầm không? Xin nghỉ hay là bị đuổi? Là xin nghỉ. Cô ta đang được Cát Tường trọng dụng, sao lại nghỉ chứ? Có khi nào cô ta sắp ra nước ngoài sống không? Tôi nhìn thấy đồ đạc trong nhà cô ta thiếu đi rất nhiều thứ, giống như là đang dọn nhà vậy. Tự nhiên đang yên đang lành lại dọn nhà ra nước ngoài, chắc chắn là có vấn đề. Rốt cuộc là gì, lý do gì chứ? Em về rồi đó hả? Chào anh, em mới về. Chịu về rồi hả? Em ở đằng phim có mấy ngày thôi, chứ có bỏ nhà đi luôn đâu mà không về. Thôi, chịu về là tốt rồi. Đi lên thắp cho chị ba kia nhang đi. Chị ba thương em nhất nhà đó. Vậy mà từ lúc chị mất tới bây giờ, anh không thấy em thắp cho chị một cây nhang nào hết.
Đi lên, đi lên với anh. Anh có chuyện muốn nói với em nè. Đi. Em đúng là một đứa không ra gì. Lúc chị còn sống, em đã không dành nhiều thời gian cho chị. Bây giờ thì chị đã không còn nữa. Em thật vô tâm quá. Quy à, em biết hiểu như vậy. Từ nay phải nghe lời ba đó. Chị ba thương ba nhé. Em mà làm cho ba buồn thì chị ba cũng buồn, em hiểu không? Biết rồi, mà có làm hay không? Thì hôm nay em về đây là để ăn cơm với ba mà. Em chỉ có thể làm được như vậy thôi. Tại vì công việc của em không bỏ được. Em nhớ là không được làm cho ba giận đó, biết chưa? Không là chị ba trách em đó. Dạ. Dạ, ba ăn thêm. Đồ ăn hôm nay chị Năm nó ăn ngon quá. À, Quy à, em làm việc vất vả như vậy, em ăn cái đùi gà này đi. Cảm ơn anh. Anh hai, anh thích ăn gà phải không? Cảm ơn em. Còn dì Lan nữa, dì ăn uống cho nhiều vô. Cảm ơn con. Dạ. Huy. Dạ. Nè, ráng ăn nhiều vô, anh có sức khỏe mới đóng phim tốt được chứ. Cảm ơn anh nhiều nha. Hôm nay em đi quay được đạo diễn khen quá trời. Ủa luôn gì hả? Khen em là có tiềm năng, mà chắc sắp tới em theo nghiệp diễn luôn. Nhiều cơ hội đang đợi em phía trước lắm. Đúng rồi. Ăn đi. Ăn đồ ăn đi em. Ăn đi. Quy, em làm gì vậy? Anh không thấy em xếp quần áo hả? Em đã hứa với anh cái gì? Em nói là em không làm cho ba giận nữa mà. Nhưng em có làm cái gì chọc giận ba đâu. Em còn nói như vậy nữa hả? Vì em mà ba bỏ bữa ăn đó. Em có nói sai sao? Em được đạo diễn khen thì em nói được đạo diễn khen. Nhưng vấn đề ở đây là ba không thích em nhắc tới chuyện em làm diễn viên. Em có hiểu không? Anh cũng giống như ba. Sao có thể vô lý như vậy được? Em chỉ theo đuổi đam mê của mình thì có gì sai đâu. Theo đuổi đam mê thì không sai, nhưng đi sai đường thì rất là khó cứu vãn. Chỉ cần em lựa chọn sai thì sẽ nỗ lực cho cái sai và kết quả không được cái gì hết. Đúng rồi, lựa chọn của ai cũng đúng, chỉ có mình em là sai. Em làm cái gì cũng sai hết. Em bình tĩnh lại đi. Mọi người chỉ đang muốn tốt cho em mà thôi. Tốt cho mọi người thôi, chứ đâu có tốt cho em. Có bao giờ ba nghĩ tới cảm nhận, tới cảm xúc của em chưa? Anh có biết em ghét kinh doanh tới mức độ nào không?
Mỗi lần nhìn bản kế hoạch, nhìn bản hợp đồng là em đã thấy chóng mặt lên. Em chỉ có thể tìm thấy niềm vui qua diễn xuất mà thôi. Có lẽ lúc này em nghĩ như vậy, nhưng sau này em sẽ nghĩ khác. Lúc đó em sẽ hối hận và trách mọi người vì đã không chỉ em đi đúng đường. Em không phải con nít, em không cần ai phải dẫn đường hết. Quy, Quy, nghe nói nè. Alo. Bây giờ phải làm sao đây? Alo. Chào chị. Chị có phải là Quỳnh Hoa không ạ? Đúng rồi, tôi qua đây. Chúng tôi gọi từ sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi rất xin lỗi vì chuyến đi Nhật Bản của chị đã bị hoãn lại. Cái gì? Sao lại hoãn? Tôi xin lỗi vì hộ chiếu của chị gặp phải một số vấn đề. Bên chúng tôi đang cố gắng để giải quyết sớm cho chị. Mong chị thông cảm với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo tin này cho chị khi mà có tin mới nhất. Dạ, xin lỗi chị. Nè, mà nè. Lẽ nào chị My không muốn mình đi? Cái tư diễn có được không? Trao cho cô dạy nữ chính xuất sắc nhất là đúng. Không nói còn tưởng cô là nhân viên thị thực chính hiệu đó. Bây giờ tạm thời bước đầu đã thành công. Quỳnh Hoa sẽ không đi Nhật lúc này nữa. Nhưng mà cô ta rất là thông minh. Có lẽ cô ta cũng sẽ nhanh chóng biết chúng ta đang giở trò thôi. Sao kỳ lạ vậy? Giọng nói lúc nãy nghe rất quen. Vậy nên lúc này chúng ta phải tranh thủ tìm kiếm những manh mối có liên quan. Cô ta mà ra nước ngoài rồi thì chẳng còn cách nào buộc tội được. Lúc đó sự thật cái chết của chị My sẽ mãi mãi không ai biết hết. Vậy chúng ta hành động thôi. Tôi sẽ vào trong giữ chân cô ấy càng lâu càng tốt. Nhưng còn về phần anh, tôi hơi lo rồi nha. Cô lo gì? Sợ tôi làm hỏng kế hoạch của cô hả? Thì trông anh công tử như là bột vậy đó, kêu anh trèo tường trèo rào biết có làm được không? Tôi nghi ngờ lắm đó nha. Cô đúng là đánh giá người khác về vẻ bề ngoài đó. Tôi xin giới thiệu với cô là tôi không chỉ biết các loại võ đâu, mà tôi còn thuần thục nó nữa. Cái này á, hình như là anh tự bia bản thân đúng không? Chưa qua vòng kiểm chứng thì phải. Cô. Không chị ba, tôi không bao giờ hợp tác với cô đâu.
Người gì mà nói câu gì ra cũng muốn ăn thua đủ với người ta. Trời ơi, anh tưởng là tôi muốn lắm hả? Mà thôi đi, lo tập trung chặn Quỳnh qua lại, tìm tìm manh mối mới nữa. Vậy thì lập tức hành động đi. Dạo này tôi thấy thằng Minh và con nhỏ Kim Anh cứ hay vắng mặt ở công ty, không biết đang mưu tính chuyện gì. Hai em ra ngoài đi. Tụi nó đang điều tra xem ai là hung thủ giết chết con Kiều My thôi. Tụi nó vẫn chưa bỏ cuộc à? Bỏ cuộc cái gì? Nếu như tụi nó bỏ cuộc thì đâu có vạch trần chuyện tôi quan hệ với vợ của người ta, làm cho ba tôi có thành kiến với tôi. Tôi thấy hơi đau mà tức. Hai đứa nó đang làm chuyện vô ích thôi. Chú đoán ra được ai giết chết con Kiều My à? Ai mà giết nổi con đó. Chắc chắn là nó tự sát rồi. Người ta nói á, phụ nữ càng thông minh bao nhiêu thì càng lụy tình bấy nhiêu. Tôi cũng nghĩ vậy. Con Kiều My đó chung quy cũng là một đứa ngu mà. Nó chết rồi, để coi còn dành với tôi nữa được không. Kiều My chết, ba cậu dùng thằng Minh để thay thế. Nhưng có ngờ đâu thằng Minh có lo gì công ty đâu, cứ thích điều với cha. Nó tưởng nó là cảnh sát chứ. Thì nó cứ điều tra đi. Đây là thời cơ để chúng ta hành động. Lôi thằng Minh xuống sông, để coi ông ta sẽ chống chọi được bao lâu. Chị Quỳnh Hoa. Lại là cô à? Chị Hoa, em muốn nhờ chị giúp em một chuyện. Cô mà cũng cần giúp đỡ sao? Em ngày càng không thể chịu nổi Thiên Long nữa. Tổng giám đốc mới ngang ngược quá. Mấy mẫu thiết kế trang sức của em, hắn kêu sửa chỗ này sửa chỗ nọ, làm nó thành ra một món hàng rất rẻ tiền. Ủa, sao tôi thấy cô với anh Minh tổng giám đốc đó rất là thân mà, còn đi chung xe nữa mà. Nhắc tới tên đó là em lại như phát điên lên. Hắn ta thích em chị à? Tối ngày cứ bắt em phải đi chung nha. Làm gì cũng phải làm chung. Em mà không nghe lời lại hồi đuổi gì. Em còn thế nào là Thiên Long được nữa. Chị giúp em về các trường làm được không chị Hoa? Như vậy có tráo trở quá không Kim Anh? Mới hôm nào cô còn mắng tôi là kẻ phản bội nữa mà, giờ kêu tôi dẫn đi hình như không hợp lý cho lắm. Em không phải là kẻ phản bội. Chẳng qua là từ ngày chị My chết, cái tình Hoàng Minh nó lên thay, nó làm xáo trộn hết mọi thứ. Chị My chết rồi, em cũng không muốn mình ở lại đó làm nữa. Chị Hoa, chị My ngày trước thương em lắm. Ngày tình chị My tự sát, em rất đau lòng. Càng nghĩ tới chị My, em lại càng bất mãn tới công việc hiện nay của mình. Cô nói với tôi những chuyện này làm gì? Cô thừa biết tôi với cô ta có ưa gì nhau đâu. Em muốn cho chị biết em không phải là kẻ phản bội. Em luôn luôn nhớ tới chị My. Chẳng phải cũng từng có lúc chị và chị My rất thân thiết đó sao? Em không tin chị không còn chút tình cảm nào với chị My. Cô nói xong chưa? Cô có thể về rồi đó. Tôi không giúp gì được cho cô đâu. Chị Hoa, chị giúp em đi mà. Coi như là một ân huệ, chị giúp em thoát khỏi tên tổng giám đốc đó. Chị Hoa. Mẹ, Chị Hoa.
đến nhà người khác là mang tội gì không hả? Chúng tôi nghe nói cô có bản kế hoạch phát triển trước đây của Thiên Long. Xin thì chắc chắn là cô không cho rồi, cho nên là mới phải làm như vậy. Không có bản kế hoạch gì hết. Tôi và Thiên Long đã chấm dứt kể từ ngày Kiều My tát vào mặt tôi rồi. Các người họ đi ra khỏi nhà, nếu không tôi sẽ báo công an đó. Cô bình tĩnh. Đi nhanh. Thôi được rồi, tụi tôi đi mà. Đi ra khỏi đây nhanh. Diễn, đứng lại. Tại sao tôi gọi không nghe máy? Anh điên rồi hả? Công an đang truy tìm anh, đến đây làm gì? Tôi hỏi lần nữa, tại sao tôi gọi cũng không nghe máy? Lúc đó có công an làm sao tôi dám nghe được. Buông tôi ra. Cô nghe tôi hỏi, suốt ngày hôm nay cô làm cái gì? Trả lời. Tôi cái gì? Cô cố tình không nghe máy là sợ liên lụy đúng không? Hả? Bây giờ anh muốn cái gì? Tôi cần tiền để trốn khỏi đây. Anh cần bao nhiêu? Trước mắt là 500 triệu, sau đó sẽ tính tiếp. Anh điên hả? Số tiền lớn vậy làm sao tôi có? Bằng mọi cách cũng phải có. Cô nghe rõ chưa? Bằng mọi cách. Hả? Cô nghe rõ chưa? Tôi đã. Mày làm gì em gái tao? Hả? Mày làm gì em gái tao? Mày lão hồi. Mày làm gì em gái tao? Hả? Cái thằng này ở nhà làm thiếu gia không chịu, lại đi lăn xả đóng những cái vai như vậy đó. Biết đâu đó là duyên nghiệp thì sao anh? Nhiều khi em thấy á, Nguyên lại không hợp với việc kinh doanh. Vấn đề không phải là hợp hay không hợp, mà là anh em nó phải chung tay để giữ vững vị trí của nhà họ Dương ở Thiên Long. Anh biết, nếu một ngày nào đó anh chết, chắc chắn là tình thế sẽ có rất nhiều biến động. Anh cứ nói gỡ không à. Anh phải sống 100 tuổi với em chứ, không có được bỏ em đâu. Mày nhớ mặt tao nha. Cất. Có sao không em? Rồi dậy đi. Rồi mọi người chịu phương tổn nha. Bữa nay diễn tốt rồi nha. Không sao đâu thôi. Kỳ lạ, sao tự nhiên có chuyện trùng hợp như vậy? Cuối cùng mình không lên được máy bay, mà hai người đó lại xuất hiện. Giọng nói đó rất giống giọng của Kim Anh. Lẽ nào người gọi đến không phải là nhân viên thị thực, mà là Kim Anh? Vậy công làm bao nhiêu chuyện vừa để cô ta phát hiện? Tôi đúng là vô dụng quá mà. Anh cười cái gì? Giờ USB không còn, lấy cái gì để mà điều tra đây? Tôi chắc chắn cô ta sẽ đi Nhật ngay đó. Anh lấy đâu ra vậy? Rõ ràng lúc nãy cô ta đạp hư rồi mà. Cô ta thông minh, nhưng tôi cũng đâu có ngu. Tôi đã dự phòng trước trường hợp đó, nên đã chuẩn bị sẵn hai cái USB phòng hờ trường hợp trục trặc. Không ngờ lại hữu dụng như vậy. Anh đó nha, anh được lắm đó, xứng đáng được nhận một lời khen. Khoan mừng giỏi đã, phải sớm tìm ra bằng chứng, nếu không cô ta sẽ đi Nhật. Lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên vô ích thôi. Thôi được rồi, cảm ơn em. Đúng là Kim Anh dở trò. Cô ta dám giả giọng lừa mình, làm trễ chuyến bay đi Nhật Bản.
Không được, phải so hết dữ liệu mới được. Đáng ghét, cho anh xấu chết luôn nè. Đeo kính cận luôn nè. Alo. Anh đã xem những dữ liệu trong USB chưa? Có thấy gì quan trọng không? Và có chút manh mối nào không? Tôi đang xem đi. Đúng là khám phá bất ngờ ngoài dự kiến. Tôi không tin nổi đâu. À, sao anh vô được đây vậy? Cửa đâu có đóng đâu. Điều đó chứng tỏ em rất là hiếu khách. Anh có cần tôi lặp lại lời nói hôm trước không? Chỉ cần em nói, anh sẵn sàng nghe. Miễn sao em đồng ý chịu về giúp anh là anh ok hết. Anh biết em đang nghỉ việc ở Cát Tường và chuẩn bị bay sang Nhật đúng không? Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Một nhân tài như em mà phải ra nước ngoài sống thì uổng phí quá. Tập đoàn của anh sẵn sàng chào đón em quay trở lại. Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ và sớm trả lời anh. Nhưng mà... Nhưng sao? Em còn e ngại điều gì nữa? Em cứ nói ra đi, anh sẽ giải quyết hết cho em. Liệu tôi có thể đường đường chính chính trở về Thiên Long hay không? Anh chỉ chờ cái gật đầu của em thôi. Mọi chuyện còn lại em cứ yên tâm. Anh sẽ lo hết cho em. Thật như vậy sao? Như vậy là con Hoa cũng đã quyết định trở về công ty làm việc à? Tôi vốn chỉ đến lần nữa là để thăm dò coi xem là con Quỳnh Hoa nó đang muốn cái gì. Không ngờ nó nói là sẽ suy nghĩ lại lời nói của chúng ta. Con Hoa cũng cáo già chẳng khác gì con Kiều My đâu. Cần phải đề phòng nó. Nhưng nếu con Hoa có ý muốn giúp thật sự thì đây là một cơ hội quý giá. Nước cờ này hoặc ăn cả hoặc là ngã về không. Con biết con đã gây ra tội nghiệp quá nặng. Tất cả mọi tội lỗi xin hãy để một mình con gánh vác. Con nguyện sẽ sống hết mình vì gia đình họ Dương, để trả món nợ oan nghiệt này.
anh chỉ chờ một tình đầu. Mọi chuyện còn lại em cứ yên tâm, anh sẽ lo liệu. Lúc Kiều My còn sống thì còn có người trị hắn ta. Này Kiều My chết rồi, chắc chắn hắn ta sẽ bắt quay đánh quay. Mình cần phải làm gì đó để thầy Kiều My dạy cho hắn ta một bài học trước khi rời khỏi đây mới được. Sư cô. Dạ chào sư cô. Xin sư cô hãy cho con biết làm sao mới giảm được mọi tội lỗi. Trước kia con chỉ là một cô gái đanh đá, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Khi thí chủ đã nhận ra được những cái sai của mình, tức là thí chủ thật sự biết lỗi và đã biết sửa đổi. Dạ, con cảm ơn sư cô. Alo. Anh Hậu à, tôi đã suy nghĩ đề nghị của anh. Tôi muốn thấy thành ý của anh. Em muốn thành ý làm sao? Em nói đi. Anh có thể chuyển cho tôi 10.000 đô được không? Chuyện này chỉ có 10.000 đô mà cũng có thể làm khó được anh sao? Đương nhiên tiền thì không thành vấn đề. Vậy là anh không tin tưởng tôi rồi. Nếu anh nghi ngờ năng lực của tôi vậy thì thôi, nhưng mà anh yên tâm, một khi tôi đã đồng ý thì nhất định tôi sẽ giúp anh giành lấy chiếc ghế tổng giám đốc. Được rồi, anh muốn suy nghĩ một chút. Nhất định anh sẽ cho em câu trả lời mà em cảm thấy hài lòng nhất. Được thôi, nhưng tôi nói trước, tôi không thích chờ đợi lâu. Nếu như anh suy nghĩ chậm quá, tôi không còn hứng thú nữa, thì tôi sẽ bay đi nước ngoài đó. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cho em chờ đợi quá lâu đâu. Sao rồi? Ý cô ta ra sao? Cô ta nói tôi phải thể hiện thành ý, chuyển trước cho cô ta 10.000 đô. Cô ta nhất định sẽ giúp tôi giành được chiếc ghế tổng giám đốc công ty. Chú thấy sao? Tôi thấy chuyện này hết sức mạo hiểm. Giả sử nhận tiền xong mà cô ta vẫn đi nước ngoài thì đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Thời buổi này tiền trao cháo múc, không có chuyện thành ý gì ở đây hết. Nếu như tôi có thể ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc, đừng nói là 10.000 đô, mà cô ta có muốn 20.000 đô, 30.000 đô, tôi cũng sẵn sàng đưa cho cô ta. Liệu ăn nhiều hay ngã về không là trông cậy vào lần này thôi.
Mẹ ơi, con có mua quà cho mẹ nè. Con nhỏ nó về rồi đó. Con gái mới về hả? Lòng tới chơi với mẹ nãy giờ, ngồi chờ con đó. Anh, sao hôm nay anh về nhà mẹ mà không nói cho em biết trước? Anh vừa đi thăm một người bạn ở gần đây, sẵn tiện anh ghé qua luôn. Vậy hả? Sao không nghe anh nói gì hết à? Chỉ là thăm bất chợt thôi mà. Mà em vừa đi đâu về vậy? Em đi chùa. Em muốn cầu nguyện cho gia đình mình bình an, cho anh sớm quên đi nỗi buồn. Em thật là biết nghĩ cho anh. Kể từ lúc Kiều My chết, may mà luôn có em ở bên cạnh để lo lắng cho anh. Cái gì? Hai vợ chồng con vừa nói gì vậy? Kiều My nó chết rồi sao? Chết khi nào? Sao không ai báo cho mẹ hay vậy? Hả? Ủa, em không nói với mẹ về chuyện của Kiều My à? Tại em không muốn mẹ nghĩ đến chuyện tang thương. Mẹ đang bệnh, biết càng ít càng tốt, không nên suy nghĩ quá nhiều. Alo. Muốn anh chuyển tiền cho em thì không thành vấn đề, nhưng mà anh muốn có cái gì đó để đảm bảo. Tôi không phải là lần đầu tiên làm ăn. Nếu anh muốn có sự đảm bảo, tôi sẽ gửi ngay cho anh một bản kế hoạch. Bản kế hoạch gì? Bản kế hoạch này sẽ giúp cho anh ghi điểm trước hội đồng quản trị, cũng là nước cờ đầu tiên của tôi, giúp anh tiến gần hơn tới cái ghế tổng giám đốc. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Anh yên tâm đi. Chỉ cần sau này anh trọng dụng tôi, tôi sẽ giúp anh nắm được cả công ty. Tốt lắm. Anh sẽ lập tức chuyển tiền tạm ứng trước cho em. Trời ơi, tôi đã nói rồi, con gà nó đẻ ra trứng cho nên con gà có trước. Thôi, chứ chờ nói là cái trứng nở ra con gà thì cái trứng phải có trước con gà chứ. Cái con quý này, đi đâu giờ này chưa chịu về coi chừng cái thằng quý này nữa. Bực mình dễ sợ luôn vậy đó. Phải đi đâu đánh bài đánh bạc cái ngộ nhà ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Này chắc nó đi với thằng tổng giám đốc nữa rồi. Đi kè kè nhau suốt cả ngày mà không biết moi tiền cái thằng đó. Còn cái gì mà ngu ơi là ngu. Alo, gì nữa đây? Anh đang nhậu ở ngoài hẻm nè. Em ra ngoài đây đi. Anh có chút chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì thì vô nhà đi rồi nói. Thôi, anh ghét về cái nhà đó lắm. Nhìn mấy đứa con em, chán lắm. Không vô thì thôi, thở ngoài đó luôn đi. Mình bọn con quỷ cái đó nữa, giờ này chưa chịu về sao mình đi được chứ. Con quỷ cái, con quỷ cái. Thằng điên này, dám nói mẹ mày vậy đó hả? Con quỷ cái nổi giận rồi, không chọc con quỷ cái nữa. Mẹ ơi mẹ, vậy là mẹ đẻ ra con hay là con đẻ ra mẹ? Mày đẻ ra tao. Gà trống sao biết đẻ, không biết ai khùng.